Các bạn thân mến, khi chúng ta sử dụng USB để copy file trên 4GB thì có trường hợp chúng ta sẽ gặp phải lỗi, đó là chúng ta sẽ không copy được, ví dụ như trong trường hợp sau đây. Ở đây tôi đang sử dụng một cái USB 8GB và hiện đang trống, và tôi sẽ copy cái file có dung lượng là khoảng tầm gần 5GB như này. Tôi kích chuột phải, chọn Send to và ta chọn USB. Khi đấy ta sẽ thấy thông báo rằng là cái dung lượng của cái file này này nó quá lớn, do đó chúng ta sẽ không copy được. Đây, bây giờ ta sẽ vào cái phần này, các bạn quan sát đây, cái USB của tôi đây là 8GB chấm đó. Thế thì để có thể copy được cái file có dung lượng trên 4GB, ta làm như sau. Các bạn kích chuột phải vào cái USB đó, sau đó chúng ta sẽ kích vào chữ format đây. Cửa sổ hiện lên thì ta sẽ kiểm tra là cái đây là cái đúng USB của ta rồi. Và cái phần file system đây, các bạn lưu ý nhé, ta sẽ kích vào đây và ta sẽ chọn vào cái phần LTFS. Sở dĩ chúng ta không copy được file trên 4GB bởi vì là cái định dạng hệ thống của chúng ta là FAT32, chỉ cho không quá là 4GB thôi đó. Do đó để có thể copy được cái file dung lượng trên 4GB thì ta phải định dạng lại USB sang cái LTFS. Sau khi chọn này xong thì các bạn sẽ kích vào cái phần Quick Format đây để nó định dạng nhanh hơn, sau đó kích Start, kích OK. Ta sẽ chờ một chút cho USB định dạng lại theo LTFS. Như này là đã định dạng xong, các bạn kích OK, Close. Và bây giờ ta có thể copy cái file có dung lượng trên 4GB bình thường. Bây giờ ta sẽ vào lại cái file vừa nãy ta copy lại. Đây các bạn, file vừa nãy đây, dung lượng là gần 5GB đây. Ta kích chuột phải này, Send to và chọn cái USB. Thì khi đấy ta đã copy được cái file này. Thì đó là hướng dẫn cách copy file có dung lượng trên 4GB vào USB.